Phim của Địch Đại Nhật Ba Ngộ Lỗi lại được đề cử tại nước ngoài. Dù không được đánh giá quá cao ở trong nước nhưng bộ phim Trường Ca Hành của Ngộ Lỗi Địch Đại Nhật Ba lại liên tục báo tin chiến thắng ở nước ngoài. Trường Ca Hành là bộ phim cổ trang hoa ngữ có sự góp mặt của cặp đôi chính Địch Đại Nhật Ba Ngộ Lỗi cùng dàn diễn viên phụ nổi tiếng gồm Lưu Vũ Ninh, Triệu Lộ Tư, Phương Dật Luân. Phim lên sóng hồi cuối tháng 3 năm nay nhưng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, Trường Ca Hành gây tranh cãi bởi diễn xuất của Địch Đại Nhật Ba. Nội dung phim cũng không mấy đặc sắc nên dù có góp mặt của dàn diễn viên đình đám, phim vẫn không thể tạo nên cơn sốt trong nước, nhanh chóng bị khán giả lãng quên. Nhưng Trường Ca Hành lại thành con cưng quốc tế khi liên tiếp báo danh góp mặt ở những lễ trao giải lớn nước ngoài. Mới đây nhất, bộ phim được mời góp mặt trong đề cử tranh giải Charles American Film Festival. Được biết, lễ trao giải sẽ được chính thức tổ chức tại Mỹ vào tháng 11 tới đây. Đây không phải lần đầu tiên Trường Ca Hành được ghi danh tham dự lễ trao giải ở nước ngoài. Trước đó vào tháng 9, phim khiến khán giả bất ngờ khi góp mặt trong danh sách đề cử của Liên hoan phim truyền hình quốc tế Seoul. Đặc biệt, nữ chính Địch Đại Nhật Ba còn là nữ diễn viên Trung Quốc duy nhất được đề cử ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim này. Không những vậy, nàng Mỹ nữ Tân Cương còn được đề cử ở hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất châu Á tại Busan International Film Festival. Dẫu gây tranh cãi nhưng thành công của Trường Ca Hành trên mặt trận quốc tế là không thể chối cãi. Đây có thể được coi là niềm an ủi đáng tự hào của ekip làm phim sau những cố gắng nỗ lực để thực hiện tác phẩm này. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!